Ngày 4 tháng 3, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, trong đêm 3 tháng 3, Công an huyện Gia Bình đã phối hợp khống chế, tạm giữ hình sự hai đối tượng vi phạm nồng độ cồn, tấn công lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Hai đối tượng bị tạm giữ là Trịnh Xuân Thành, sinh năm 1987, trú tại huyện Gia Bình, vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,614mg trên lít khí thở, và người ngồi sau là Nguyễn Xuân Trúc, sinh năm 1987, có mức nồng độ cồn là 0,442mg trên lít khí thở. Trước đó vào tối 3 tháng 3, tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Gia Bình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, cắm chốt xử lý vi phạm trên địa bàn. Quá trình làm việc phát hiện Thành và Trúc đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Trong lúc tổ công tác lập biên bản xử phạt, hai đối tượng đã xin bỏ qua vi phạm nhưng không được, nên đã nảy sinh hành vi côn đồ, tấn công cán bộ của tổ cảnh sát giao thông. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, tổ công tác sau đó phối hợp với người dân khống chế, bắt giữ nhóm đối tượng. Theo cục cảnh sát giao thông, sau khi khống chế hai đối tượng, lực lượng chức năng đã kiểm tra xác định hai người này vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao. Hiện Công an huyện Gia Bình đã tạm giữ hình sự Thành và Trúc để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.